Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, thì hiện lái xe khách Sao Việt gặp nạn đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được. Còn trong số các nạn nhân bị thương, hiện đã có 5 người được chuyển về Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để tiếp tục điều trị. Và một tín hiệu đáng mừng là cho tới thời điểm này thì các nạn nhân đang dần hồi phục sức khỏe. Anh Nguyễn Duy Linh, 33 tuổi, ở Hà Nội, là một trong số 41 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai xảy ra vào tối ngày 1 tháng 9. Dù may mắn hơn 12 nạn nhân xấu số, nhưng anh Linh cũng bị thương khá nặng khi bay từ độ cao trên 50 mét xuống dưới vực. Nó đang lao, mình mới bám tay vào cái thanh sắt ấy. Thế là thấy nó va đập vào cái núi, thì cái cửa kính nó vỡ ra. Cửa kính vỡ tan ra thì mình thấy mình cũng chả hiểu mình ra ngoài như nào. Mình thấy mình nằm ở trên vách đá. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt bởi khi ngã và rơi ở độ cao trên 50 mét, va chạm vào nhiều khối đá, nhưng tình trạng bệnh nhân hiện không quá nguy hiểm. Vỡ của xương bả vai bên phải này. Thế còn trên cột sống thì bọn mình nghi ngờ có tổn thương cái đốt vỡ D12 này. D12 này. Thì hôm nay bọn mình sẽ đi chụp cổng từ cột sống cổ với cột sống thắt lưng để đánh giá xem là cái tổn thương mức độ như nào. Ngoài bệnh nhân Linh thì bệnh tình của hai bệnh nhân khác nằm điều trị tại khoa chấn thương và khoa thần kinh đang tiến triển tốt. Một bệnh nhân khác đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108 và một bệnh nhân khác đã được đưa về nhà. Trong 41 nạn nhân bị thương trong sự cố này thì có hai bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng vẫn nằm điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Hai bệnh nhân đấy bắt buộc chỉ có nằm ở đấy bởi vì hiện nay đều diễn biến cực kỳ nặng. Và tiên lượng của tôi là bệnh nhân khó qua được. Là vì sao? Là vì cái bệnh nhân kia là dập não, phù não. Một bệnh nhân mà bị cái cọc nó xuyên đằng trước sau thì đã lấy mổ, thở, lấy cọc rồi. Kể hai cái đó đang phải điều trị đến tối đa. Và tôi đảm bảo rằng nằm ở trên đấy với nằm ở Việt Đức là như nhau. Bởi vì trang thiết bị như nhau, con người chúng tôi đã để cho nằm ở trên đấy. Theo đề nghị của Bệnh viện Lào Cai, Bệnh viện Việt Đức đã cử một bác sĩ gây mê hồi sức ở lại để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân. Cũng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Đức phải thường xuyên theo dõi và giám sát tình hình cứu chữa bệnh nhân tại Bệnh viện Lào Cai và sẽ tiếp tục cử thêm đoàn bác sĩ lên để hỗ trợ nếu cần thiết.